Chào mọi người, mình là Trung. Đang quay cần câu từ kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Đây. Số điện thoại liên hệ để mua hàng của kênh mình là 0786555599. Mọi người có thể tìm cái kênh của mình để coi những video khác bằng cái số điện thoại đấy, gọi số điện thoại 0786555599 là sẽ ra cái kênh của mình nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chung để nhận thông báo kênh về những cái video mới nhất nha mọi người. Đăng ký không tốn phí nha mọi người. Đăng ký không hề tốn phí nên mọi người cứ yên tâm mà đăng ký thôi. Đấy. Hôm nay mình sẽ quay những cái số cần này để cho mọi người mua nha. Đó. Quay cái đầu tiên. Cái cần hai đoạn này này, hai đoạn này. Đấy. Đấy nha mọi người. Đấy. Viên này. Khuyên mà có bể gãi gì thì mình sẽ nói cho mọi người nha mọi người. Đây. Đây. Được. Đây. Đây. Rồi. Cái này hai đoạn như thế này nha mọi người, hai đoạn như thế này. Đấy. Mình cũng cột sẵn luôn đây rồi. Thì mình cũng cho mọi người mình đo qua cái thông số của nó rồi đây, mình đọc cái thông số luôn cho mọi người. Cái này á là dài 1m7. Đấy, dài 1m7, thu vào hai đoạn gỡ ra thu vào như thế này thì nó dài là ngắn nhất á là 88 cm nha mọi người, 88 cm. Cái đường kính của cái đọt trên này á là 1.7 nha mọi người. Đường kính của cái đọt trên cùng này là 1.7 nha mọi người. Đấy. Đấy. Đây là cái bát của nó này. Đấy. Cần này cần số 1. Cho mình coi cái cần này. Cần này của Hàn Quốc, Korea nha mọi người. Cần số 1 350.000. Đấy. Số 1 350 nha mọi người. Đầy đủ đồ. Tiếp theo là bộ cần cần trúc này. Tiếp theo là cái bộ cần trúc này. Cần trúc này 4 đoạn nha mọi người. Cần trúc 4 đoạn. Đây. Đấy. Đấy, cái đọt của nó mọi người coi này. Đó. Xem cái đọt của nó này. Đấy. Nha. Cần trúc 4 đọt. Đấy. Con này là lắp vào của nó là dài 3m4 nha mọi người, lắp vào của nó dài 3m4. Đấy. Thu vào ngắn nhất của nó như thế này là 1m, còn cái đọt của nó, đọt đỉnh của nó có đường kính là 1.3 nha mọi người, đường kính 1.3. Đây. Con này con số 2. Con này bán 250.000. Số 2 250.000 nha mọi người. Tiếp theo con này đây, con này rất là mini và gọn luôn. Đây, mini spring. Đây. Đây. Này, khuyên của nó này. Thấy mọi người, khuyên không bể gãi gì nha mọi người. Đấy, khuyên không bể gãi gì. Đấy, mình tốt cho mọi người coi. Đấy.
Con này á, chiều dài của nó là 1m65 nha mọi người, 1m65. Thu vào ngắn nhất của nó là 42cm. Có 42cm thôi nha mọi người. Cái đột đỉnh của nó có đường kính là 1.6 nha mọi người. 1.6. Con này con số 3. Số 3 này bán 180.000. Số 3 180.000 nha mọi người. Tiếp theo, con số 4. Con này cũng mini ngắn ngắn đây. Đây, con này khuyên cũng còn nguyên luôn. Khuyên kim loại nha mọi người. Đây. Ngắn ngắn như thế này mà tới 6 đoạn luôn ấy, 6 đoạn. Rồi. Con này là dài 1m8, thu vào ngắn nhất như thế này là 41cm. 41cm. À, cái đột đỉnh của nó này là nó tới 1.9 nè mọi người, rất cứng cáp nha mọi người, 1.9. Con này là con số 4. Này, cho cái tay cầm nó gỗ nó hơi á nên thôi. Mình bán con này 150.000 nha. Đấy. Đấy, gỗ nó hơi bạc bạc nha. Số 4 150.000. Tiếp theo, cái cần số 5. Này, cái này cũng mini. Khuyên cũng còn nguyên, không bể vỡ gì nha mọi người. Đấy. Nào mọi người coi. Đấy. 5 đoạn. Cái này cũng chiều dài của nó là 1m65. Thu vào ngắn nhất của nó là 41cm. Đấy, thu vào ngắn nhất 41cm. Cái đột đỉnh của nó là 1.9 nha mọi người. Đột đỉnh của nó 1.9. Cái này cây số 5. Cái này bán 160.000. 160.000. Này. Dưới này hình như cái nắp này nó bị vỡ, người ta đậu miếng xốp vào, người ta dán miếng băng keo vào này. Đó. Này có cái này chứ. Tiếp theo, cái này. Số 6 nha mọi người, đây. Này. Đấy. Cái khuyên thì còn nguyên, chỉ có hơi bị rỉ thôi nha mọi người. Đấy, khuyên thì còn nguyên, có hơi bị rỉ thôi. Cái này về đánh là sạch tinh à. Đấy. Phía trong nó có mặt sứ hay gì này. Này cũng 5 đoạn. Cái này chiều dài của nó là 2m1 nha mọi người, đang có ghi đây. Chiều dài của nó 2m1. Thu vào ngắn nhất của nó là 56cm. Đấy, thu vào ngắn nhất của nó 56cm. Còn cái đột đỉnh đây này của nó là tới 2.1 nha mọi người, 2.1. Cứng cấp. Cái này cây số 6. Cái này bán 180.000. À. Mọi người ơi, cái đít này cái nắp chụp nó bị bể vỡ hay bị mất gì đó, người ta quấn bằng keo giữ cái đít nắp chụp nhựa dưới này nha mọi người. Tiếp theo cây này có cái bao luôn. Này, cây cần 2 đoạn nha mọi người,
Này, hai đoạn. Thế thì mình không biết cao nữa, mình biết không biết là cái cần này cao cái gì đây nữa. Hai đoạn tí tí vậy thôi. Rất là đẹp nha mọi người. Còn rất là đẹp. Bass cũng Fuji rồi luôn nè. Đấy. Rất là đẹp. Đây, cái cần này dài 1m2, thu vào ngắn nhất là 63cm nha mọi người. 63cm. Đấy. Cái đột đỉnh này thì nó đây. Đột đỉnh này thì nó 0.4 ly nha mọi người. 0.4 ly. Đấy. Rồi. Cái cần này cần số 7. Vậy, cái cần này bán 200. Số 7 200 nha mọi người. Tiếp theo, những cây ngắn ngắn thì bán trước đi. Đây, tiếp theo, cây cần này nè, khuyên vẫn còn nguyên nha mọi người. Đấy. Cái mặt này thì hơi xước xước. Đấy, xước xước là do không sao cả. Cần này cũng 5 đoạn. Đây, 5 đoạn. Đế còn nguyên. Đấy. Bắt nhựa nha mọi người. Cần này 5 đoạn. Dài 1m65, thu vào ngắn nhất của nó là 0.44 cm. 0.44 mấy là 44 cm. Cái đột đỉnh của nó là 1.8. 1.8 ly nha mọi người. Đột đỉnh 1.8 ly. Cái này cây số 8. 8 mình bán 180.000. Số 8 180.000 nha mọi người. Tiếp theo cái này. Đấy. Hình như cái này chế cái nắp đích đại lại. Người ta muốn kêu như thế này nha. Cần này cần đơn nha mọi người. Cần đơn. Đây. Đơn. Đơn nó làm rất là gọn, ngắn từng ống nhưng mà nó nhiều đốt nha mọi người. Ồ, cái cần này nhìn như thế này, gọn như thế này nhưng mà khá là dài đấy. Này từng đốt nó trên đầu nó có bọc kim loại này để tránh nứt vỡ nha mọi người. Ồ, cái cần này khá là dài. Rồi. Để mình thu vào rồi mình đọc thông số cho mọi người nhé. Đây, cái cần này dài 5m2. Nhìn nó gọn như thế này nhưng mà nó dài. Vươn ra nó dài 5m2 nha mọi người. Dài 5m2. Thu vào ngắn nhất của nó là 65cm. Đấy, 65cm. Cái đột đỉnh của nó có đường kính là 0.8 ly nha mọi người. 0.8 ly. Đây là cái số 9. Bán 400 nha mọi người. Số 9 400. Tiếp theo là cái này. Đấy. Đấy. Này. Cái này là cái cần Olympic nha mọi người. Olympic. Đọt đỉnh của nó này khá là to nha mọi người. Đọt đỉnh khá là to. Đấy. Rồi, mình chỉ cho mọi người luôn. Tới cái đốt thứ hai nha mọi người. Cái đốt thứ hai thì nó bị bể cái chỗ này. Đấy. Bể chỗ này nha. Nó vẫn còn trong này nhưng cái đốt thứ hai nó bị bể như thế này.
nó vẫn giữ. Nhưng mà cái này á, mọi người, mình bán thì mình cũng đã tính tiền trừ ra cái đoạn này rồi. Thì mình sẽ nói như thế này. Cái này về á, mọi người quấn dây nhựa vào đây, quấn từ đây này luôn, quấn xuống dưới này. Xong mọi người đổ keo vào, keo 502 hay keo AB gì cũng được nha mọi người. Mọi người đổ keo vào, nó cứng ngắc như thế này à. Nó sẽ cứng ngắc. Trước tiên là mọi người cứ quấn dây nhựa vào đây, xong rồi mọi người đổ keo vào nha. Và nó sẽ cứng ngắc à. Đấy là cách để phục hồi cái này. Đấy. Cần này khá là dài đấy nha mọi người. Nhiều đốt. Đấy. Cần Olympic. Cần này thì nó chỉ có bị lỗi là ở chỗ cái đốt mình vừa trình bày đó thôi. Còn lại khuyên thì nó còn đầy đủ. Khuyên kim loại rất là chắc chắn. Nha. Đấy. Này. Cái cần này dài 4m7 nha mọi người. Dài 4m7. Thu vào ngắn nhất của nó là 66cm. Đấy, thu vào ngắn nhất là 66cm. Cái đọt đỉnh trên này nè, nó tới 2mm lận. Nó có đường kính 2mm lận. Đấy, đọt đỉnh này rất là lớn nha mọi người. 2mm là hơi bị lớn rồi. Đấy, rất là cứng cáp. Cái này cái số 10. Số 10. Cái này mình bán 400. Số 10 400. Tiếp theo cái này. Này, người nhìn gọn chưa? Đoạn như thế này thôi. Đoạn như thế này có 41cm rồi. Đây, mở nắp ra. Đấy. Đây. Nó có cái đọc rất là đẹp nha mọi người. Đây. Mình thấy nè, cái cần này á, nó có một cái đoạn đọt này là mình thấy nó là lạ, hình như là nó không phải là của nó, nhưng mà người ta gắn vào đây thì mình thấy nó cũng vừa ấy à. Đây, mọi người xem có cái đọt này nhá. Đây, có đoạn này. Mình thấy thì mình kêu là hình như là chắc chắn là không phải của nó rồi đây. Đây. Chỗ này nó hơi bị nứt nứt tí nhá. Này, không phải của nó. Đó. Nó gắn vào đây mà mình thấy nó cũng vừa vặn chắc chắn à. Vừa vặn và chắc chắn nha mọi người. Đây, đoạn này nữa. Này, có đoạn này nữa. Đây. Nó lạ lạ này không biết là sao. Nếu ai am hiểu về cần mà biết những cái chủng loại này, có hồi nó làm những cái đốt khác đó thì không biết, còn không thì chắc có, theo mình nghĩ thì chắc có lẽ đấy là cái đốt của cái loại khác thôi. Đó. Đấy. Đấy. Thôi mình bán mình cứ coi như là trừ bớt tiền ra. Mình không biết nên mình cũng không dám khẳng định là của nó, nên là mình cứ trừ bớt tiền lên nha mọi người. Đấy. Còn mình thấy gắn vào nó vẫn vừa và ok à. Con này dài 4m15. Vươn ra hết 4m15 nha mọi người. Còn thu vào ngắn nhất của nó là 41cm. Đấy. Cái đọt đỉnh của nó là có đường kính đỉnh là 0.9 ly. 0.9 ly. Cây này cây số mấy ta? Số 11. Cây này bán 380.000. Đấy, 380.000 nha mọi người. Tiếp theo là cây cần này. Cần đơn không máy nha mọi người. Đấy.
Răng này nhìn ngoại hình khá là ok nha mọi người. Đấy. Đấy. Cái cần này vươn ra dài 4.2 mọi người, rút ra dài 4.2, thu vào ngắn nhất của nó là 1.1. Đấy. Cái đường kính cái độc đỉnh của nó là 0.9 ly. Cái này cái số 12. 12. Cái này mình bán 300. 12 300 nha mọi người. Đây, lại có cái này có cái nắp. Rồi, tiếp theo còn bốn cây cần mà cần đoạn đây. Này. Cây cần là hai đoạn nha mọi người, hai đoạn. Đây. Này. Đây. Một khuyên đỉnh nè, hai khuyên nè, ba khuyên nè, với khuyên ở dưới cái gần đế nữa là bốn khuyên. Đấy, bốn khuyên nha mọi người. Cần này bốn khuyên, hai đột bốn khuyên. Đấy, khuyên này đều còn đẹp hết nha mọi người. Mấy khuyên này đều còn đẹp hết. Bát nhựa. Đây. Đây. Cái cần này cứng cáp đó nha mọi người. Đấy, cái cần này rất là cứng cáp, đột to nữa. Cái cần này dài 1m65, thu vào ngắn nhất của nó là 84 phân. Thu vào ngắn nhất của nó là 84 phân. Coi nè. Cái độc đỉnh của nó, độc đỉnh của nó có đường kính là 2.5 ly nha mọi người, 2.5 ly. Rất là cứng cáp nhé. Cái này cây số 13. 13. 13 này. 13 này giá 300 mọi người. 13 300 nha mọi người. Tiếp theo. Lại cái cần hai đoạn nữa. Này. Cán gỗ này. Cán này bằng gỗ sao? Cán gỗ. Đây. Bát bằng kim loại này. Đấy. Cái này thì bị mất một cái khuyên chỗ này. Mất một cái khuyên chỗ này. Cái khuyên chỗ này thì bị lỗi, mất một cái vành luôn, mất một cái vành chỗ này. Đấy. Nên cần này đáng lý ra 1 đấy là trên cái thanh này nó có 4 cái khuyên mà nó coi như mất, bị mất 2 cái khuyên rồi. Cần đai qua cho mọi người. Còn cái dưới cái độc dưới này thì nó có khuyên hay không thì mình cũng không rõ nữa, nhưng mà mình không thấy khuyên, tại vì mình không thấy dấu vết khuyên cho mọi người. Không thấy dấu vết của khuyên. Đấy. Cần này cần đai qua. Này, cần đai qua. Dài là 1m82, thu vào ngắn nhất là 93 cm. Đấy. Cái độc đỉnh này của nó này, độc đỉnh này của nó là 3.6. 3.6 ly là 3.6 ly rất là lớn nha mọi người. Đấy. Đai qua nha mọi người. Cần đai qua. Cần này số 13. Số 13 này 400 nha mọi người. 400. Quay. Đây. Anh quay. Còn đây ba cái cần nữa mọi người. Đây, ba cái cần nữa. Thế mình qua hết cái này mình qua tiếp cái đấy nhé. Ba cái cần đấy, ba cái cần carbon. Mình giờ tiếp tục qua cái cần này đi. Đây, cần này cũng cần hai đoạn nha mọi người. Đây. Cần hai đoạn Olympic nha mọi người, cần Olympic, hai đoạn Olympic. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Này. Anh coi. Khuyên của nó dạng này nha mọi người. Đây. Bọc bên ngoài là sắt, bên trong có vành nhựa hay là sứ gì đây. Đấy. Hàng Olympic thì mọi người biết rồi. Đầy đủ khuyên nha mọi người. Đầy đủ khuyên. Đấy, đẹp nữa. Đấy. Không lỗi nhá. Đấy. Cây này cây số 14, chiều dài của nó là 2m1, thu vào ngắn nhất của nó như thế này là
một mét mốt nha mọi người. Cái đầu đỉnh trên này á là 2 ly, đầu đỉnh trên này 2 ly nha mọi người. Đấy, cái số 14 này 650.000, 14 650.000 nha mọi người. Đấy. Đấy, mọi người coi cái đế của nó mà còn mới như thế này thì cái cần như thế nào. Đấy, cái đế thường để trống rồi dưới mà mới nè. Đây, tiếp theo cái cần này 3 đoạn nha mọi người. Đây, cần 3 đoạn. Đây. Đây, giờ mình có dỡ ra thì mình có nối vào thì mọi người cũng khó coi, nên mình để luôn 3 cái như thế này. Cái nào mà có bể khuyên, bể đồ thì mình sẽ nối cho mọi người nhé. Cái cần này thì khuyên còn nguyên nha mọi người. Cái kiểu dáng khuyên của nó như thế này đây, cũng bọc kim loại bên ngoài. Đây, phía trong mình nhựa sứ. Đấy, bát là kim loại này. Đấy, cần này cần Kante, Kanta gì đây, thấy ký hiệu của nó đây mọi người. Đấy, cái cần này dài 2,5 mét, thu vào ngắn nhất của nó là 87 cm. Cái đường kính của cái độc đỉnh đó là 2,4 ly nha mọi người, 2,4 ly. Đấy, 2,4 ly. Cái cần này, cái cần số 10 máy rồi ta. Cần số 15. Ủa, có nhầm không? Sao 15 à? Cần số 15. 5 cái cần này 450.000 nha mọi người. 450.000. Cần này 450.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 16. Đây, số 16. Đây mọi người ơi. Này, đọt rất là mảnh nha mọi người. Cái đọt của nó có cái đường kính đọt của nó có 0,4 ly thôi nha mọi người, 0,4 ly. Đấy, đấy mọi người này, nhìn răng carbon không? Đây, đấy, carbon này. Đây, đấy, carbon nha mọi người. Đấy, cần đơn carbon. Đây, cái cần này khá là dài đây. Cái cần này dài 4,5 mét, thu vào ngắn nhất của nó là 56 cm. Còn cái độc đỉnh hồi nãy thì mình nói rồi đó, là đường kính độc đỉnh là 0,4 ly nhé, 0,4 ly. Cái này cây số 16. 16 này 650.000. 650.000 cần carbon nha mọi người. Tiếp theo cây số 17 này, này, này rất là mới nha. Này, này, nhìn cái độ rằn của nó này nha. Carbon mà nó phun sơn lên rồi nên mình rất là khó thái nha mọi người. Đấy, cái nhìn kỹ cơ, cái này nhìn kỹ cơ mới biết được. Đấy, này, cái cần này dài 2,7 mét, thu vào ngắn nhất của nó 1 mét. Còn cái đường kính của cái độc đỉnh đó là, đường kính của cái độc đỉnh đó là 1 ly 9 nha mọi người, 1 ly 9. Đấy, đó mọi người coi nè, đây rất là mới. Đấy, này, nó có nắp chụp đại luôn này.
Cái này cây số 17. Số 17 này bán 550 nghìn nha mọi người. Số 17 550 nghìn. Tiếp theo cây số 18. Ôi, mình nhớ là 19 cây rồi ta. Đây. Này. Cái gần đơn luôn. Cái gần đơn carbon mà giá gỗ. Đây. Này. Nè mọi người. Cần đơn carbon nhưng mà giả gỗ nha mọi người. Đấy, người ta phun lớp sơn này là rất là khó nhìn thấy, nhưng mà khi mà mình cầm sát vào tay mình nhìn để ánh đèn như thế này mình thấy cái độ xoắn của carbon đâu này. Cái cần này có cái túi đựng nhé. Cái cần này dài 3 mét, thu vào ngắn nhất của nó là 80 hay 81 cm gì đấy. Cái đầu đỉnh của nó là có đường kính là 0,8 ly nha mọi người. 0,8 ly. Cái cần này cần số 18. Cái cần này bán 500. Đấy. 500. Đây. Cái cần rất là mới nha mọi người. Mọi người nhìn cái đuôi của nó này. À, hôm nay mình chỉ có 18 cây cần như thế thôi nha mọi người. Hôm nay mình chỉ có 18 cây cần thôi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nha. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giờ mình là 0786 555 5599. Đấy, mọi người muốn tìm tới cái kênh của mình để xem thêm nhiều video thì vào phần tìm kiếm của YouTube và gõ số điện thoại đấy là nó sẽ ra kênh mình, là kênh Cần Cao Nhật Bãi. Tất cả chữ cái đều viết thường mà có dấu nha mọi người. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.